chào tất cả các quý vị và các bạn. Mình là Khai Nguyễn. Rất vui khi tất cả mọi người đã quay lại với kênh của Khai Nguyễn. Và cũng cho Khai Nguyễn, Đức Vũ thay mặt team là Thêm Mì USA, Cuộc Sống Mỹ Mai Vũ, Máng Bình Minh và Kim Minh, Washington DC gửi lời chào tới mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình đang chạy ra phía ngoại ô của Tennessee vào buổi chiều, trời đang mưa các bạn. Mình sẽ tâm sự về khi mình lái xe ở Mỹ á, thì mình bị phạt mấy lần các bạn. Bây giờ mình quay cái quang cảnh bên ngoài cho các bạn xem ngoại ô, chiều ngoại ô bên Mỹ nha. Rồi mình nói về những lần mình bị phạt tích cực, nó có những cái lỗi mình dễ bị mắc phải á. Rồi các bạn hãy nhìn quang cảnh chiều ngoại ô ở Tennessee nha. Rồi mình nói chuyện về cái tiêu đề đó. Ở bên Mỹ các bạn, khi mà các bạn chạy xe đó, nếu mà mình không có quen chứ không có để ý á, thì rất là dễ bị phạm luật. Lần đầu tiên á, mình bị phạm luật á, ví dụ như mình đang đi trên đường như vậy nha, tốc độ nó để là 55 mile thì các bạn có thể chạy được hơn 5 mile, chạy 60 mile vì cái con đường đó rất là dài. Còn mình đi vào buổi tối đó, các bạn thấy có cái sai màu vàng bên trái không đó, trước khi mà tới một cái đoạn khác á, nó đổi tốc độ á thì nó hiện lên cái mảng màu vàng. Ví dụ cái đường đang 55 thì đang chạy cũng là đường thẳng đó, sắp tới những cái đèn xanh đèn đỏ hoặc là tới khu mà 50 á, người ở á, tốc độ nó giảm xuống, có chỗ thì 50, có chỗ thì 45. Và trước khi tới cái chỗ mà nó giảm á, thì nó có cái bảng màu vàng nó ghi cái tốc độ của đoạn đường sắp tới là cái gì. Nhưng mà lần đó thì mình đi vào buổi tối, rồi mình cũng mới biết lái xe à, mình đi đường nó để 55 thì mình cứ chạy 60 mile một giờ, nhưng một đoạn đường dài lắm thì mình thấy chiếc xe trước mặt hết, sau đó chạy chậm quá nó giảm xuống còn có 50 rồi, thì mình mới đi theo nó một cái đoạn đường dài, rồi mình nói ủa sao mà đang chạy 60 mà giờ xuống còn có 50 rồi. Thì mình buổi tối á, mình đi sau lưng xe khác mình nhìn thấy cái ánh đèn đó các bạn. Đó, các bạn tưởng tượng giống xe trước nó có ánh đèn á, hai cái đèn phía sau của nó đó. Mình cứ nhìn theo nó chạy đường nào đi đường đó, bỗng nhiên thấy nó chạy chậm quá thì mình mới lấy sức nhồ từ bên phải, cái đường đang đi nè, bên phải mình nó còn cái lan bên trong, mình mở cái sức nhồ vô trong, vô trong xong mình mới tăng tốc độ qua mặt xe đó, rồi mình lấy ra bên lên ngoài bên trái lại. Mình mới chạy chút xíu lắm, mới phía sau xe của mình có cái đèn chớp, thì đường lúc đó nó tới ba lên rồi. Mình thấy vậy em mình cứ nghĩ trong bụng là chắc đường xe cảnh sát á, chạy nó hay bốn đèn lúc còi. Mình mới lấy sức đồ vô cái lên nhìn, thấy cái xe đó nó cũng theo mình luôn, nó qua lên nhìn luôn, mình vô lên thứ ba và nó cũng vô lên thứ ba luôn, là mình biết là cảnh sát nó thổi mình rồi. Chạy chậm lại rồi mình dừng lại, dừng lại em các bạn, khi các bạn nó là cảnh sát á, nó dừng xe các bạn á thì xe nó đậu phía sau mình á rất là lâu, nó ngồi trong xe đó, trong xe nó có những cái thùng giờ các bạn, nó bấm lên, bóng lên thì nó sẽ biết là xe mình là chủ xe tên người gì, bảo hiểm ra làm sao, nhà cửa ở đâu, tất cả các cái nằm trong cung giờ là nó biết hết trơn rồi. Thì mình cũng có nghe những người bạn nói nếu mà lần đầu mà mình bị phạt á, thì khi cảnh sát nó hỏi mình thì mình năn nỉ nó, mình cứ nói với nó là mình không có nói giỏi tiếng Anh, nên mình năn nỉ nó thì một lý do nào đó có thể là nó sẽ tha cho mình. Thì mình cứ làm đúng theo lời người bạn của mình á,
khi cảnh sát nó đi lại á, thì hai tay của bạn á phải để trên cái vô lăng, để cao lên đó các bạn, giống như để trên tay cao lên vậy nè. Đó, ngồi im. Rồi khi cảnh sát mà tới á, thì họ nói với bạn là phải kéo cái cửa kính xuống để người ta nói chuyện với mình đó. Thì cảnh sát nói cái gì các bạn làm cái đó. Và nhớ là khi mà để hai cái tay ở trên cái lái các bạn, các bạn không có được bỏ lên bỏ xuống hay là bỏ xuống túi quần hay là làm cái gì móc móc cái gì nha, không có nên nha. Thì khi cảnh sát nó đi lại á, mà bạn mà có cái phản ứng gì mà không đúng là họ cứ nghĩ là bạn có cái gì, thấy không? Có nhiều người giống như là có súng có dao gì đó. Nếu mà bạn hai tay bằng để trên tay lái mà các bạn bỏ xuống dưới là không có tốt nha, lúc đó là cảnh sát nó thì cơ nó ứng biến á. Cũng có nhiều cái vụ án tương tự mà khi cứ cảnh sát tới là một là bước xe đi ra ngoài là không được nè, rồi cảnh sát tới để hai cái tay lên, họ nói cái gì làm bên đó, họ nói mở cửa kính xuống thì mở cửa kính xuống, lấy giấy tờ xe thì lấy giấy tờ xe, họ nói sao làm vậy, đừng có bỏ tay móc lên móc xuống nha các bạn, không có tốt nha. Sau đó đó cảnh sát mới nói với mình á là cho coi giấy tờ xe, bảo hiểm xe, và họ nói với mình á là đường cho chạy 45 mà mình chạy 55 hay 60 gì đó. Hello, à đúng rồi, đường cho chạy 45 mà mình chạy 60 là mình lố 15 mao đó các bạn. Thì lúc đó mình mới giả bộ mình nói là xin lỗi, tôi không có nói tiếng Anh giỏi. Khi mình vừa mới nói vậy xong các bạn biết cái cảnh sát nói sao phải không? Mình nghĩ là chắc là cũng là lần đầu tiên sẽ tha thứ cho mình. Thì cái người cảnh sát nó mới nói vậy đó các bạn. No các bạn. Đưa giấy tờ cho người ta làm việc, sau khi họ cầm giấy tờ xe của mình rồi bảo hiểm này kia các cái xong, họ quay trở về chiếc xe phía sau lưng mình đó. Khoảng chừng 15 phút vậy đó. Họ quay trở lại thì họ viết trong cái tờ giấy á là mình phải đi đóng phạt, một là đi đóng phạt hoặc là mình có cái số điện thoại đó. số điện thoại hay là cái địa chỉ để mình đóng phạt thì mình gửi tới cái địa chỉ đó thôi. Sau đó mình đóng hết 150 mấy đồng đó các bạn. 150 mấy đồng vì cái tội mà chạy quá tốc độ là 15 mao. Đó là lần đầu tiên mình bị tích kịch. Mà khi mà các bạn mà bị tích kịch là bị thẻ phạt á, bị phạt á, thì thường á là những cái bảo hiểm, khi mình mua bảo hiểm á về xe á, nó sẽ bị lên tiền. Mà bữa đó thì trước mình bị một lần á, lần đầu thì hình như nó không có lên. Rồi sau đó mấy năm thì một buổi sáng thì mình cũng đi từ trong hẻm nhà mình đi ngang qua, đi ra ngoài đường, thì ở trong cái hẻm nhà mình nó có một cái trường học. Có trường học thì mình đi ngang qua cái trường học rồi, đường ở trong đó khi mà học sinh đi học á thì các bạn chỉ được quyền chạy là 15 mao một giờ thôi, chạy rất là chậm. Thì bữa đó mình cũng đi cũng chậm, rồi mình đi ra tới đường lớn rồi thì mình cũng thấy xe ở trước sao nó chạy chậm quá, thì mình thì muốn quẹo trái mà mình nằm lên trong nên mình muốn chạy vượt qua mặt cái xe đó để mình quẹo trái ở cái quãng đường phía trước, là mình quẹo trái. Mình cũng lấy signal mình đi vô trong bên phải rồi mình chạy nhanh lên rồi mình lấy signal qua trái lại để mình kiếm đường để mình quẹo bên trái. Thì lúc đó ở đâu cũng có đèn chớp chớp nữa các bạn, chớp chớp rồi mình cũng tấp vô lề. Rồi nó cũng hỏi giống như là bữa trước kia, cũng hỏi giấy tờ xe, bảo hiểm xe. Thì cũng chạy lố hết đâu mười mấy mao á, cũng phạt hết trăm mấy. Đó là qua Mỹ 10 năm là mình bị hai cái tích kịch đó, là chạy xe quá tốc độ
Còn các bạn mà đi chơi xa đó, nhất là mình thì thích đi xuyên bang á, thì mới vừa rồi thì mình bị một cái tích kịch chỉ có 3-4 đồng à. Cái tích kịch đó là khi các bạn đi vô cái đường đó thì nó có một đoạn đó là đường ưu tiên gì đó, nhưng mà mình không biết, mình chạy đúng vô cái lane đó thì nó phạt mình đâu hết 3 đồng mấy 4 đồng, là cái thứ ba. Còn trước lúc đó nữa cũng đi chơi, cũng đi chơi cái đường bữa đó nó tốc độ nó là 50 thì mình chạy có 55 thôi, nhưng mà cái đoạn đường đó hôm đó nó làm đường thì mình cũng không để ý, thì mình cứ nhìn theo cái tốc độ cho bao nhiêu mình chạy hơn 5 mau thôi, mình không có chạy nhanh, chạy hơn 5 mau thôi. Mà hôm đó là cái đường nó làm đường thì khi mà làm đường thì không có được chạy nhanh, tốc độ nó giảm xuống nữa, nhưng mà mình không có để ý, rồi mình cũng bị phạt cái tích kịch đó nữa, thì nó tính có 10 mấy đồng à. Là qua Mỹ 10 năm là bị 4 cái tích kịch, 2 cái tích kịch, một cái 100 mấy, một cái 10 mấy đồng với một cái mấy đồng. Còn có những cái đoạn đường mà khi các bạn đi xuyên bang á, nó để mấy cái camera nó bắn tốc độ sẵn á, nó không có người, các bạn nó để cái camera nó để trên cao á, thì cứ đi ngang qua đó, xe nào mà chạy chạy mà quá tốc độ á thì cái camera nó sẽ chụp lại, chụp bảng số xe của bạn rồi chạy tốc độ nhanh bao nhiêu, sau đó nó sẽ gửi về tới nhà các bạn á, thì các bạn phải tự cái bill đi mà gửi cho nó. Đó là những cái lỗi mà rất là dễ bị chính tích kịch khi mình lái xe các bạn. Rồi cho các bạn xem thêm quang cảnh vào buổi chiều một lần nữa trước khi mình chào tạm biệt các bạn nha. Đó, hôm nay trời mưa, các bạn thấy cầu vồng không? Đó. Đó, hôm nay tự nhiên thấy cầu vồng đẹp quá nè. Trời mưa nên mình quay cái phim cái màu nó không được đẹp các bạn ha. Bạn thấy trời đang mưa không? Đó, thấy có cầu vồng nữa. Thấy cầu vồng là may mắn không các bạn? Đường này vô đường nhỏ nó chỉ cho chạy có 40 mph thôi.